Ồ, bác nông dân đang nghỉ trưa sao? Có vẻ như bác đang ngủ rất say kìa. Ồ, hình như trang trại chăn nuôi của bác đang xảy ra gì đó rồi. Ôi không, ngựa vằn đã đạp đổ hàng rào. Bạn voi cũng đã xông lên, đẩy đổ hàng rào rồi. Lần này đến cả bạn bò cũng đang cố hút vào bụi cây này. Tiếng gì ồn ào vậy nhỉ? Đi kiểm tra nào. Ôi không, nhìn mà xem, trang trại chăn nuôi đã bị phá tan hoang mất rồi. Chú bò vẫn chưa chịu dừng lại kìa. Chú ngựa vàng hình như lại đang muốn làm gì đó. Ôi không, mình cần gọi người đến giúp mới được. Đi nào. Đây rồi. Chào xe xúc. Bây giờ bạn có thời gian chứ? Trang trại của tôi đã bị phá, bạn giúp tôi với. Được thôi. Tầm ngắm của kẻ xấu rồi. Đi theo nào. Số mảnh ghép này phải là của ta. Dừng xe lại. Ôi không, vậy là bác nông dân đã bị chặn đường đi rồi này. Nguy hiểm quá đi. Rất nhiều mảnh ghép đã rơi ra ngoài rồi. Trời ơi, xe tải đã bị lao xuống hố rồi kìa. Cứu, cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Người cứ ở yên đó đi. Cứu với. Cảnh sát, hãy giúp tôi với. Ôi không, mình cần gọi người đến giúp mới được. Tôi đến ngay. Lên đường nào. Đã đến lúc dùng chiếc cẩu của mình rồi đây. Nhìn kìa, xe tải đang được nâng lên rồi. Cuối cùng xe tải cũng đã được an toàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi đi đây. Thật là vui quá đi. Mau đứng lại. Ôi không, mau tránh ra. May quá. Ôi không, cảnh sát. Làm sao bây giờ? Cuối cùng thì kẻ xấu cũng đã bị bắt rồi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Mình suýt thì ngã xuống đây rồi. Phải đi vòng qua đây thôi. Ai? Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Các bạn ơi, hãy đi vòng qua lối kia kìa. Cảm ơn cậu. Đi thôi nào. Đánh lực đó. Chỉ còn một mình xe cẩu nữa thôi. Tớ sang ngay đây. Xin chào các bạn. Ôi,
phải đi vòng qua lối bên kia kìa. Mình cảm ơn nhé. Cẩn thận, cẩn thận nào. Ôi không, mình run quá, mình không thể đi tiếp được nữa. À! Cô ta bơi, cô ta bơi. Trời ơi, cô ấy bị ngã xuống nước rồi kìa. Chúng ta phải nghĩ cách gì đó để cứu cô ấy. Gọi cảnh sát mau lên. Có người cần giúp đỡ, mau đi thôi. Cảnh sát đến đây. Hãy giúp bạn ấy đi ạ. Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này? Nguy hiểm quá. Cứu tôi với. Cứu. Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn. Xe cẩu, tôi cần bạn giúp đỡ. Được, tôi đến ngay đây. Hãy để việc này cho tôi. Bám chắc nhé. Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây. Cố lên nào. Ôi không, bàn khuyên quá nặng đã khiến cho cả hai đều rơi xuống nước mất rồi. Không ổn rồi, mình phải gọi cho xe cẩu to hơn. Được, mình đến ngay đây. Mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Bám chắc nha. Hoan hô, các bạn ấy được giải cứu rồi. Xe cẩu, cảm ơn bạn rất nhiều. Bà Queen thật may mắn phải không nào. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ nhé. Chào các bạn nhỏ. Chúng ta đi thôi nào. Ta sẽ đưa các cháu sang bên bờ kia an toàn. Ôi, sao bỗng dưng gió to thế này? Ôi không, cơn lốc xoáy đã cuốn xe container cùng các bạn ô tô đi mất rồi. Chào các bạn. Hôm nay tôi nhận được một tin, có một xe bị mất tích. Chúng ta hãy đi tìm họ nha. Được, chúng ta lên đường thôi. Đi nào. Tôi tìm thấy một phần của xe container rồi. Bây giờ mình sẽ đưa bạn ấy lên. Bám chắc nhé. Phần tiếp theo đây rồi. Đi nào. An toàn rồi. Còn đây là phần bánh xe. Chở nó về thôi nào. Ta đến giúp đỡ các cháu đây. Hurra. Lên đây nào. Bạn tiếp theo. Đánh lực mình. Chỉ còn 3 bạn nữa thôi. Yahoo!
Xong rồi. 4 5 6 7 Ồ, ở đây vẫn còn sót thứ gì này? Chà, là bánh xe. Cả đây nữa. Về thôi. Đây là phần đầu của xe container mà tôi đã tìm thấy được. Còn đây là phần thân xe. Tôi về rồi đây. Cùng xem xe tải mang gì về nào. Đây chính là động cơ. Còn đây là bánh xe của các bạn ô tô nhỏ. Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ chúng mình cũng lắp ráp lại bọn xe container nha. Lắp bánh xe vào nào. Bên này nữa. Được rồi đây. Mình lắp nốt hai bánh còn lại nha. Hai bánh này chính là hai bánh sau. Tiếp đến là đến phần vỏ xe. Sau cùng là thùng container. Cố định lại cho chắc chắn nhé. Dùng thêm búa nữa nào. Vậy là xong rồi. Yeah! Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.